Căn nhà 3 tầng vắng chủ này có một điểm chung với tháp nghiêng Pisa, nhưng có vẻ nó không được yêu thích như tòa tháp nổi tiếng của nước Ý. Hơn 7 năm qua, gia đình ông Phan Văn Lan ở xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh và gần 10 hộ dân tại đây sống trong sự lo âu thấp thỏm vì tính mạng của mình đang bị đe dọa bởi ngôi nhà nghiêng 3 tầng này có thể sập bất cứ lúc nào. Ngôi nhà được xây dựng vào năm 2010. Khi đang trong thời gian hoàn thiện thì ngôi nhà bỗng dưng có dấu hiệu nghiêng sang một bên. Hốt hoảng vì sợ sập, người chủ đã quyết định cho dừng thi công. Kể từ đó, ngôi nhà này không ai lui tới, cỏ cây mọc tùm. Hiện ngôi nhà đã có độ nghiêng khá lớn, nhiều mảng tường bị bung nứt, chân tường bị xé, bật lên theo hướng nghiêng của ngôi nhà. Bức xúc trước tình trạng này, người dân sống tại khu vực đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương với mong muốn tìm ra phương án giải quyết thỏa đáng. Tôi có báo với chủ nhà là nó nghiêng là đổ gì bên tôi là 30 phân. Thì chủ nhà nói là để tới ngày để em xử lý lại, nhưng mà thì từ đó là cái chủ nhà đi vắng luôn, đi mất tiêu không có biết gì hết. Tôi có làm đơn trình báo qua các cấp như là xã, huyện, rồi thì báo mấy ông cứ lên cứ đứng nhìn, rồi mấy ông về, mà từ hôm đó tới hôm nay là cái nhà nó rất là đổ nghiêng, càng ngày nó càng nghiêng, gì nhà anh tôi giữ luôn. Trong lúc mưa bão giờ này kia là coi như là không có dám ở trong nhà, cứ biết lúc bão mưa cái kiểu này sập nhà lúc nào. Thì tôi cũng nhờ chính quyền các cấp để coi tranh thủ mà giải quyết cho nhanh dùm, để cho bà con và gia đình tôi nó để sự sống cho nó ổn chút xíu, chứ gì mà đêm ngủ không yên đâu có làm ăn gì được. Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Lộc cho biết, trước mắt xã đã thông báo vận động người dân di dời tìm chỗ ở khác. Sắp tới, xã dự kiến sẽ trích ngân sách để đập hạ bớt một tầng của ngôi nhà này nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ sập nhà, đảm bảo an toàn cho người dân sống xung quanh. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.